Rồi đây, xin chào các bạn. Mình sẽ quay chi tiết bộ nhựa màu cho anh em nha. Rồi, cái nào XX quay trước. Này là chữ A. Đây. Đó, rất là đẹp nha. Chữ A thì chưa bị chóc sơn. Đó, đẹp các bạn. Rồi, chữ A đẹp nha. Rồi, tiếp theo là tới vè trước. Đây, ta coi cái mũi nha. Đó, rất là đẹp nha. Không bị chó cắn, mèo cắn nha. Thông thường xe các bạn ở nhà hay bị chó cắn như mèo cắn á. Nó cắn nát hết. Hoặc là cạ vô tường nữa, nó chạy. Cái nhựa zin á, đặc biệt á, nó rất là dẻo. Nó không có bể, nhưng mà nó chạy, nó méo. Nhiều khi mình tông vô tường, vô đá này nọ, nó quẹo cái gì, nó xẻ, nó quẹo qua một bên, nó bị trầy sơn. Mà nó không bể. Còn đối với mà anh em mua cái vẻ lô của Việt Nam á, 50 ngàn, về sơn lại. Nó cứng ngắt à, cứng như đá vậy á. Anh em chỉ cần mà đụng nhẹ hay là tông vô cái gì một cái là nó bể luôn. Bể nát luôn, bể dụng dằn luôn. Cái đai của nó còn nguyên nè các bạn. Đó. Không đứt không hàng nha. Thông thường á, những cái đai này nè, khi mà mình mua hàng tháo xe kho á, là người ta sẽ bấm cho nó nhanh. Còn mình tháo bằng tay là mình sẽ lấy ra từ từ các bạn. Cho nên nó còn nguyên nha. Đây là về trước nha. Đó. Về trước. Rồi, tới mặt nạ. Rồi. Mặt nạ đời đầu thì nó màu xanh, đời sau thì nó màu đen. Sơn, rinh. Màu đây gọi là màu meta hay là màu xanh bít các bạn. Đó, tùy có những anh em nói tùy kiểu. Rất là đẹp nha. À. Đây các bạn, thông thường thì cái mặt nạ nó hay bị trầy ở đây là do anh em gắn cái rổ phía trước nó cạ cho đây. Gắn cái rổ lô á, cái rổ đường rim nữa nó sẽ cạ, còn rổ zin nó không bao giờ cạ. Zin nó còn dư nhiều lắm. Thông thường anh em hãy gắn cái đổi lô nó sẽ cạ vô các bạn. Đấy, nó đắp trong còn nguyên. Rất là đẹp nha. À, tới hộp đầu. Cái hộp đầu á, thông thường anh em hay bị mua hộp đầu rẻ là do thứ nhất là nó gãy cái bát này nè. Nó gãy cái bát. Cái thứ hai là người ta hàn lại bát. Cho nên cái hộp đầu quan trọng nhất là cái bát mà nó không gãy á, là hộp đầu mình nó sẽ không bao giờ rung nha. Còn nếu mà nó gãy một cái á, là nó rung nha các bạn. Đây, rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp nha. Sơn riêng chưa dặm tốt nha các bạn. Cái này sơn riêng nha các bạn. Sơn Nhật nha. Sơn Nhật. Sơn riêng chưa dặm tốt. Đây, chỗ đây nó có bị cắn trầy một chút nè. Đó, nó cắn trầy một chút. Tí phía dưới thôi. Làm sao. Đây, rất là đẹp nha. Đó, các bạn thấy nhìn bóng lửa luôn nha. Cái này mà sơn đánh bóng luôn nữa. Quá đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp nha các bạn. À, bát biết rồi nguyên hết. Gắn vô là êm ru, không có rục rịch, không gãy, không cắn, không móp. Anh em mua những cái hộp mà rẻ tiền nó gãy gì chạy nó rung lại lên đường nha. Rồi tới cốp. Rồi, đó. Quá đẹp. Lòng lanh ống ánh luôn nè các bạn. Đó. Lòng lanh ống ánh luôn. Đẹp nhất nách nha. Quá đẹp nha nè. Xanh xanh tím tím. Xanh xanh tím tím. Xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ nó ghiền. Quá đẹp luôn anh em. Mới chát nha. Nhiều khi anh em hỏi sao ở trên mạng nó bán 2-3 triệu một bộ à? Sao mày bán mắc vậy? Thì 2-3 triệu nó có giá 2-3 triệu các bạn. Các bạn đừng có so với những cái bộ mà người ta tháo những con xe 5-10 triệu, 2-30 triệu. Những con xe cỏ của Việt Nam chạy nát là tháo rồi bán lẻ nó khác các bạn. Hoặc là cũng có những anh em tháo xe kho, nhưng mà anh em tháo xe cũ các bạn, xe rẻ tiền. Còn mình các bạn thấy có khi nào mình tháo xe rẻ tiền không? Xe mình là phải là siêu đẹp mới tháo. Cái hai là mình bán hàng mình cũng không có dành khách các bạn. Những anh em nào mà thích bán đồ rẻ thì sẽ có rất là nhiều người cần mua đồ rẻ. Thì anh em bán thoải mái, bán đã đời luôn. Thậm chí một ngày anh em có thể bán 2-3 chiếc xe.
Còn mình thì mình bán đồ đẹp thôi các bạn. Mình bán dành cho những anh em nào mà có xe mà đẹp thiệt đẹp, cộp thiệt cộp thì mua bên mình. Còn anh em nào mà muốn mua đồ rẻ thì có nhiều người bán đó các bạn. Giờ nhiều người bán lắm, chứ không phải một mình bán đâu, nhiều người bán lắm. Đồ rẻ nhiều lắm. Còn đồ đẹp mà bóng lưỡng như mình là hơi bị hiếm rồi. Đấy. Cái bộ như cái bộ này là chưa đẹp đâu nha. Mấy bộ mà đẹp con này là giá gấp đôi nữa, mười mấy, hai ba chục triệu nữa. Nhiều khi anh em nói, tao mua cái xe có 50 triệu mà mày bán bộ nhựa 2-30 triệu. Thì tiền nào của đó các bạn, sao so được. Các bạn mua bộ nhựa 2 triệu, các bạn so với bộ nhựa 5 triệu, bộ nhựa 10 triệu. Nó khác nhau hoàn toàn, chứ không có ai điên mà mua xe 50 triệu, tháo bộ nhựa ra bán 3 triệu, rồi những cái món còn lại bán kiểu gì. Cái xe 20 triệu, bộ nhựa 3 triệu, cái xe 50 triệu bán 10 triệu, cái xe 100 triệu, bộ nhựa bán 3 triệu, mà cái xe 500 triệu, bộ nhựa bán phải 50 triệu chứ, đúng không? Nó khác nhau, nó khác ở chỗ đó. Cho nên mình mua đồ á, mình đừng có chê người nào bán mắc hay rẻ. Ví dụ anh này bán mắc quá thì không mua, là các bạn biết là cái người đó bán không có hợp với các bạn. Kiếm cái người rẻ các bạn mua đó. Mà cái người rẻ thì nhiều lắm các bạn. Những người mà mua bán mà để giá sẵn luôn á, là gọi là cạnh tranh á, rẻ lắm các bạn, nhiều lắm. Đồ bán đại trà nhiều lắm anh em. Còn những người mà bán đồ đẹp như mình á là hiếm lắm nha. Việt Nam đếm trên đầu ngón tay được vài người thôi nha. Còn mà đồ mà bán đồ rẻ, các bạn lên trên mạng 100 người là dư sức có 100 người bán đồ rẻ. Nhưng mà cái người mà đồ đẹp như mình được Việt Nam đếm cho được 3 người. Đấy. Ok, anh em có nhu cầu lấy bộ full màu đẹp. Ở đây là bộ tem dán nha. Anh em có nhu cầu lấy bộ cúp nổi thì mình có cúp nổi luôn nha. Có nhu cầu lấy cái gì anh em cứ gọi trực tiếp, bạn nhắn tin Zalo giúp mình. Anh em mua đồ trên mạng á, nhiều khi mình chụp hình nha nè, người ta lấy cái hình nha nè, người ta đăng lên, người ta bán giá 1-2 triệu rất là rẻ, rồi chuyển cọc 500 triệu gì đó, là các bạn chuyển là mất cọc nha. Các bạn mua hàng là các bạn lưu ý á, để ăn nhất á, là cái món hàng đó phải có khuôn mặt người bán như vậy nè, là không bị, là không có bị lừa đảo nha. Còn bán hàng mà thấy cái hình không á, là coi chừng lừa đảo nha anh em, lưu ý giùm mình nha, để cho anh ăn. Ok, rồi anh em nào có nhu cầu mua linh kiện phụ tùng liên xe cấp thì anh em qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản được, bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Mọi thông tin chi tiết thì anh em cứ gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trong Zalo với mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng liên xe cấp.